Đau bập đau. Trời ơi, kêu cái đau liền ha. Ngồi xuống rồi. Ngồi xuống. Đây là hai quả mận nha. Thật ra thì tụi nó ăn trái cây rất là dữ nha. Đây là sau buổi cơm rồi, tụi nó đã ăn cơm xong hết rồi. Bây giờ là trái cây để chủ yếu ăn tráng miệng thôi. Để xem mà tụi nó có thích ăn mấy trái này hay không nha. Mận này là mận ở dưới quê nhà chồng nha mọi người. Ba mẹ mình phải gửi từ dưới Sóc Trăng đi lên đây á. Đi xe chắc một ngày rồi xong rồi mới về tới đây được. Bông bụp có thích ăn cái này không? Đây mọi người thấy không? Cho dù đó là trái cây hay là đồ ăn ngon, thịt gà, thịt heo luộc hay là thịt bò đi chăng nữa thì con bông nó vẫn vậy thôi. Cuộc sống của bông là gì? Cung cấp nước. Cho dù nước thì không ai dùng chân nhưng mà vẫn cung. Cung mà không cầu với chân vậy. Bán được thì ai nói gì? Bán có được gì đâu. Nè, bụp sẽ được con trái. Giữ yên. Còn bông trái mận nghe, mận này vừa từ dưới Sóc Trăng đi lên á, chứ không phải là mận ở đây đâu, mua cũng không có đâu đó. Bắt tay cái đi, giỏi. Giữ yên, cố gắng ăn cho hết mận nghe chưa. Mận này quý lắm á, hột cũng đừng có bỏ. Đem đi.